từ đâu vào kia là không có biển này. Không có từ đâu kia vào em là không có một cái biển nào hết. Công viên từ chỗ nào hết. Mình đi hướng bên phải. Em đi bên hướng trái bên phải. Dạ. Mình vào là bên trái bên phải. Đi em vào bên này. Ừ, nhưng mà đi đường là vào đi mình đi bên phải bên trái. Em đi bên này. Đi trái luôn. Đi không em trái. Đi em đi bên này em đỗ đây để vào kia em đái cái xong ừ. em xong. Đái cái thì ông đi bên này. Nghĩa là nghĩa lại nghĩa em đỗ. Này thì ông nhìn biển kiểu gì? Nghĩa em đỗ vào đây vào đái cá mắt rồi xong rồi. Biển cấm quanh hồ không? Để tôi giải thích cho anh nhé. Anh có hiểu thế nào biển cấm quanh hồ không? Nhưng mà từ đầu kia là em đi là không có. Anh đang đi sai thì làm sao mà anh nhìn thấy biển? Không có biển được. Phải mép đường đúng không? Phải mép đường ở dưới kia có một cái biển. Quay điện thoại xuống dưới kia. Có một cái biển dưới kia kìa. Trên kia sẽ có một biển nhắc lại ở phía bên phải. Còn anh đi bên trái lề đường thì anh nhìn biển kiểu gì? Cái đường bên kia mới là đường đúng anh ạ. Anh đi trái đường thế này thì anh nhìn kiểu gì? Nghĩa là từ kia nghĩa đi là gì? Cái 5 mét người ta phải cắm anh một cái biển để thông báo à? Dưới kia có một biển, trên kia có một biển. Vòng quanh hồ có rất nhiều biển cho anh nhá. Anh đi sai, đây quay về xe mình thế này. Em chỉ đang đầu gì? Kia, từ đầu kia là em không có biển. Ông bên kia thì chỉ có đường biển ở phía bên phải tay mình thôi đúng không? Ông lái xe ông lái đi trái thì làm gì có biển? Ông kia xe đang đỗ ở vị trí bên nào? Đây là vị trí bên nào? Ông cứ hỏi nhá, ông bảo biết học luật thì ông lại đi bên trái đúng ông rồi. Lại hỏi biển. Em xe em đi bên này em phải đỗ bên trái bên kia chứ, sao em lại đỗ bên trái em đỗ bên phải chứ? Không nghĩa, nghĩa là lúc đấy nó cái một con xe nữa ở đây. Cứ quay nghĩa em giải thích cho anh này. Quay xe của em đi. Ông quay vào xe của ông này, xem ông đi hướng nào. Ông đi đường bên nước ngoài hay bên này? Đây quay vào bên đây này. Ông đi lái xe ông lại đâu quay ở bên trái thì đỡ thế nào được. Là ông người ta đang đỗ ngược hay ông đỗ ngược? Nghĩa là một con xe ở đây, nó đỗ đây. Thì em quay phát đây cho em vào em đái phát xong rồi em ra em chạy đi luôn. Sau đít thì nó đang tắc ở đây anh ạ. Sao này nó đang tắc thì người ta không biết đi thẳng à? Trời ơi. Để ông quay đồ xe ông này này, xem là người ta đỗ này là sai hay là ông đỗ này là sai. Ông lại cứ đi hỏi ông đỗ bên trái lề đường thế này. Ông học luật ở đâu là đi bên trái đường đấy? Một con xe nào ở đây thì em tất nhiên em phải đánh vào đây chứ. Kể cả là ông dừng xe ở chỗ bãi. Thì nếu em đánh đây thì nó gì hai con xe này nó đâm vào đây người ta không đi đâu cả. Ông đỗ ở bãi đất kia ông vào đi vệ sinh còn gần hơn mà ông lại còn phải đỗ bên trái lề đường ông chạy vào ông đi vệ sinh. Đỗ kia thì xe người ta đi lên anh. Ông lại cứ cãi thế nhỉ? Người ta khắc tránh nhưng người ta không đỗ như thế này không ạ? Ông quay vào xe ông đây này chứ ông cứ quay xe người ta làm gì? Anh ơi đang ở chỗ đây là đây là Hồ Ba Mẫu. Hồ Ba Mẫu anh ơi. Ừ, ông đi bên trái đường đây này. Đi ở đường ở nước ngoài à? Học luật bên bằng quốc tế à? Anh em ra hỗ trợ này. Yên tâm lỗi này lỗi tĩnh nhưng không phải giao thông đâu. Đó, ông xuất trình bằng lái xe đi để chúng tôi kiểm tra nào. Ô kìa. Anh cứ lập biên bản thôi. Không đưa giấy tờ thì lập kiểu gì? Ô. Bây giờ xe này có phải của em không? Xe này có phải của em không? Xe của em. Anh xuất trình giấy tờ đi. Đúng không? Em quay phim thì em cứ quay thôi nhưng em phải trình giấy tờ. Rồi, quay cả vào xe. Nhưng anh thông báo cho em luôn cái gì nhỉ? Lỗi đỗ xe. Lỗi đỗ xe. Đúng rồi. Ờ, ok anh lập biên bản. Xuất trình giấy tờ thì mới lập được chứ. Không biết tên tuổi ở tên nhà ở đâu thì lập kiểu gì. Lập trên biên bản nhé. Rồi biên bản trước khi đưa giấy tờ thì ai lập kiểu gì? Ông học luật online thì phải học đúng một tí chứ lại. Đây về lỗi này lỗi bản lỗi dừng đỗ nhưng mà trong kia không có biển. Đường này đường 2 chiều anh ơi. Ừ, đường 2 chiều. Đường 2 chiều. Từ đầu vào nó không có biển. Đây anh em xin cái biên bản này. Đây từ từ, quay nốt bên này đã. À, đường 2 chiều ông đi bên nào đây? Miễn là từ đầu kia nhá. Ông đừng miễn, đừng miễn. Miễn ông đi vào đầu kia là ông phải đỗ bên này. Nhá. Ai dạy ông đỗ bên em này? Em tắt vào đây gì, em xuống xe em đái vào đây gì. Thế là lỗi đỗ chưa?
Nghĩa là nhá, anh nghĩa là gì để em nói, nhá. Tôi nói đi. Thoải mái. Một con xe ở đây. Rồi. Bên này đỗ bên này. Rồi. Thì tất nhiên em phải đánh sang bên này để em phải là đỗ sang bên này là đỗ sai để cho người ta đi đúng không? Để người ta còn đi chứ trong trong người ta đi sao em sao em không di chuyển luôn mà em lại còn phải đi vệ sinh. Đây em xuống em lái phát cho em lên đây với anh luôn này. Tôi lại lên đây thì ông đi từ hướng kia đúng không? Chứ không phải ông bên này là một ông khác, còn ông đi từ hướng kia là ok anh ơi, anh làm gì ra đi. Hướng kia. Rồi, giấy tờ đây nào, ra để lập biên bản nào. Vô bộ anh nhá. Ừ. Đây này giấy tờ của em. Rồi, bằng lái xe đâu? Đi đây. Chỉ đây nhá. Không có biển anh ơi. Biển kia em. Trước cái xe đầu xe trắng kìa. Đăng kiểm này. Bằng cái xe, đăng ký xe. Đây là đăng ký xe của em. Anh kiểm tra thì em cứ đưa bình thường thôi. Đấy thì em đưa bình thường, em có gì đâu. Đây này. Anh em hỏi anh tên gì nhỉ? Anh Cường. Đạm Mạnh Cường, số hiệu công nhân là 122399. Rồi em trình bày lý do đi. Tại sao em lại đỗ xe bên trái của hướng lưu thông? Cường. Nghĩa là có một con xe bên này thì em giải thích rồi. Thì em phải tất nhiên em phải cua sang bên này để cho người ta đi. Nhưng mà bây giờ là cái không bây giờ này. Em lại đỗ đấy để hai con xe bên này thì nó tắc nó lại không lưu thông được. Bây giờ anh nói cái như này nhá. Anh nói cho em hiểu về cái luật giao thông đường bộ này. Bên luật giao thông đường bộ là người ta đỗ bên phải của hướng lưu thông chứ không phải đỗ bên trái đâu, tại vì đường này là đường hai chiều. Em hiểu chưa? Em đỗ đây này xuôi như cái xe trước đây này. Đấy, chứ em đỗ thế kia đỗ bên trái của lưu thông mà trong luật là có đấy. Anh dở cho em đọc nhá. Cái này là anh kiểm tra em là chưa chắc anh đã xử lý đâu. Mà em chưa gì em đã bảo em đúng, em chưa đúng đâu, em nhìn đây này. Em nhìn đi. Thì nó là như thế. Ôi anh em không phải xem đâu. Em để cho em hiểu không, em bảo là em hướng xe trước. Anh kiểm tra của em có hướng xe trước đâu. Anh kiểm tra xe của em đấy. Có hướng xe trước đâu em bảo hướng. Em đi từ hướng nào vào? Em đi từ hướng kia vào. Hướng kia vào thì hướng của em đi là hướng bên nào? Hướng của em phải hay hướng bên trái? Hướng em đi. Cái hướng của em đi vào là hướng bên phải, hướng bên trái. Hướng bên bên phải. Nhưng mà con xe kia nó đang dừng kia thì em phải tình em phải cua vào đây để cho người ta đi chứ. Thế em đỗ bên trái này là đúng hay sai? Không em lại đỗ đấy để cho người ta không đi à? Em nhá, em có thể lùi lại mà. Đúng không? Là người ta đi xong rồi em có thể quay xe lại đỗ đúng chiều mà đúng không? Người ta phải đi thì em mới luồn ra được chứ em tự ta tuột vào đây thì để cho người ta đi rồi, đúng không? Luồn xong chưa? Em luồn xong chưa mà em lại đỗ xe như này? Em luồn vào trong. Ừ. Thì để cho xe đi. Ừ. Không phải em là không em đỗ. Quay đầu lại à? Em luồn vào đây để cho người ta đi xong em mới đánh ra ngoài đấy chứ. Anh có hiểu là một cái chiều mình đi này. Sao là em đã lên xe chưa? Mà em cứ nói cứ giải thích như thật đấy. Không anh hỏi thật đấy. Em còn đi vệ sinh xong rồi mà xong rồi em lại bảo là xe của em là vẫn đỗ đúng, vẫn phải luồn tránh người ta. Đấy là lý do của em đúng không? Người ta có bắt em đỗ sai đâu. Anh Nguyễn Mạnh Hiệp và siêu quân nhân là 201043. Anh coi em là anh xin phép chưa? Anh đang làm chưa? Quá trình làm việc của em đấy. Anh đã xin phép, em đã đồng ý chưa? Em đã quay anh, em đã đồng ý chứ? À, anh đã đồng ý. Em là người dân, em được quyền giám sát. Em không phải giám sát kiểu đấy em ạ. Em là người mét em ạ. Em là người dân, em ở đây cấp sao đây làm việc em ạ. 2 mét đây. Em nhá. Không để anh giải thích cho em hiểu.
Em có quyền giám sát, em là công dân có quyền giám sát chứ anh em bảo là không có quyền giám sát. Đúng không em? Anh phải hỏi ý kiến em có đồng ý hay không thì để. Anh chưa? Ờ. Sao lại thế? Em có quyền giám sát anh mà để. Đừng có dùng cái luật tự do của cá nhân quá đà thế em. Em cũng phải hỏi anh trước khi em muốn quay mặt anh đúng không? Đấy, em quay anh cũng được quay giám sát mà em. Đây em có em gì? Đây. Thì anh cũng lại quay anh luôn. Đây. Anh hỏi Cương, cái nhận thức của em là đỗ xe bên trái kia đúng hay là sai? Nghĩa là em ở đầu vào kia là không có biển. Ừ, mình chưa nói lên cái xử lý nhá. Thì bây giờ em đỗ, bây giờ cái nhận thức đơn giản của em thôi là em là một người lái xe thì là em đỗ xe bên trái kia là đúng hay sai, mà hướng của em đi bên phải mà đúng không? Em đúng. Đi thế kia thì khác gì em đấu đầu với cái xe ở trước à? Đấu đầu thì em phải luồn xe gì? Để cho người ta còn di chuyển chứ. Từ bên này người ta đi kiểm tra em này em không có cái xe. Em không phải em bỏ xe đấy mà em đứng cạnh đấy, em đứng ở đấy chứ không phải là em đi ở đâu. Em đi xe. Đâu khoảng là khóa bao nhiêu em không ngồi đi nào. Vừa đỗ đi canh đến luôn thì anh còn mất thời gian đọc loa còn đợi em đi vệ sinh xong chứ có phải là em đứng ngay cạnh xe đâu. Em không? Đứng cạnh xe đây em lúc thấy em anh đến là anh đến là em đứng ở đâu nào? Em đứng ở kia. Ở kia là đâu, cách đấy bao nhiêu mét? Ở cách xe được khoảng 5 mét thì bao nhiêu? 5 mét tự nhiên em đi ra đấy làm gì đúng không? Đã cấm đỗ rồi em còn đi ra đấy làm gì? Mô lột anh bảo bạc ạ. Thank you.
xuống của em vậy, đi vào hướng nào? Em đi vào hướng này. Em đi vào hướng từ đường tàu vào gì? Vâng. Cái đường trong này nó hai chiều mà. Ừ thì anh vào đường hai chiều còn gì nữa, anh vào đường một chiều đâu. Ok anh ơi, em đang thử like đây. Em đỗ xe ở đây là em... Nghĩa là em đỗ phát là em xuống xe cái ấy, thì anh ra luôn. Sau đó cái trường hợp mà em còn kiểm tra lốp của em cơ, thế là em đang có vấn đề ấy. Đúng anh đọc loa em mới chạy ra không? Đây, đứng ở đây. Cương, Cương, đứng ở đây. Quay vào đây này. Phạt từ 1 đến 2 triệu này. Dừng xe đỗ xe tại vị trí bên trái của đường một chiều hoặc bên trái của hướng lưu thông của đường đôi nhá. Đây là đường hai chiều đúng không? Xe đang đỗ xe bên trái đấy. Được. Đúng chưa? Đắp đi, quay vào đây này. Ôi, không phải quay. Anh cứ làm việc đi. Em quay cả xe em nữa cho mọi người trên đấy, mọi người dám. Em phải quay cả cái xe của em đang đi phải bên trái kìa. Thế là công tâm em ạ. Quay cả xe của em nữa. Quay xe chưa? Có đọc lại luật không? Em anh cứ làm việc thôi chứ đâu phải luật. Em muốn hỏi thì anh sẽ giải đáp, không vấn đề gì cả. Anh em nhá, tôi xe tôi có một con xe bên này. Đang đi tôi ngoảnh sang bên này để tôi để lách sang bên này thì đỗ cái xuống đấy kiểm tra lốp cái thì cái đồng chí lại ra hơn. Đồng chí ra bảo mình đỗ sai. Biển này. Việc với anh thì em tắt máy. Còn nếu em muốn quay em phải đứng xa ra. Em đứng xa đấy, em đứng 2 mét cơ chứ không phải đấy đâu. Nhá. Cái cảnh cái máy nó chi ấy. Vâng. Đúng chưa đã? Đúng rồi. Nhá, anh kiểm tra của em là cái nhất là xe em đỗ bên trái của lưu thông nhá. Vi phạm cái lỗi giao thông đường bộ. Hôm nay anh sẽ nhắc nhở cho em. Được chưa? Được đấy. Thì nhắc nhở thì thôi. Thì... nhắc nhở chứ còn sao nữa. Anh nhắc nhở thì thôi thì có gì đâu. Quay xe đi. Anh Nam ơi. Anh à? Đây thì đây em đỗ đây. Em đỗ đây em xuống. Gọi cứu trợ à? Anh em thì ra xem tình thế nào cứu trợ thì em không phải là bên cứu trợ. Xe không? Mình còn lái xe không? Nhìn này, nhìn này, nhìn xe của cậu đỗ này đúng hay sai em? Bật đèn cảnh báo à? Ai bật đèn cảnh báo? Không, em lách để xuống em kiểm tra, em xuống em đi đái cảnh phát mà. Đi em còn xe trước, văn minh. Quan điểm của anh ấy là ở đây là quan điểm là anh quan điểm của anh là đây là lỗi đỗ xe bên trái của lưu thông. Nhưng mà em là như nào mà em hỏi anh? Em ra em anh chẳng có quyền gì hỏi anh cả. Em vẫn có quyền giám sát, em vẫn có quyền hỏi. Em giám sát em đứng lui ra, em không quyền hỏi anh và anh không có chức năng trả lời em nhá. Trả lời không? Được chưa? Anh chỉ làm việc với người vi phạm nhá. Là người vi phạm anh đã nhắc nhở và anh đã nhắc nhở và anh cho em hỏi bạn em thì mình như nào. Em hỏi bạn em chứ đừng hỏi anh. Thì các anh báo lỗi gì thì anh bảo các anh xử lý đi. Báo xử lý thì các anh bảo nhắc nhở thôi. Nhắc nhở thôi. Em là biên bản đúng không? Cứ anh cứ làm biên bản bình thường. Em là sao yêu cầu anh được? Em là cái gì? Em là biên bản, không là biên bản thì nhắc nhở thôi. Đây là cái khu vực cấm đứng. Anh không cấm. Anh cứ làm việc với bạn em. Anh làm việc anh nhắc nhở rồi. À vâng, đấy là cái việc em làm việc với các anh đấy. Chứ còn anh thì đi qua đây thì anh thấy. Đúng rồi. Thôi đi chuyển xe đi. Đấy, nói chị thấy nói nhiều quá mà không đâu. Chào các anh nha. Di chuyển đi, ok. Em làm cũng chờ đá nhỉ.